Nên là khung cửa sổ nhà Kim thấy cô chú anh chị. Phía nhà bên kia cũng có mấy cây đó nữa. Bây giờ nở hoa hết trơn rồi nè mọi người. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim. Hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Một cái góc khung cửa sổ từ phòng ngủ nhà Kim hả mọi người? Kim cứ tưởng là hôm nay người ta đến, người ta gắn cái mặt đá ở trên cái bếp luôn hả mọi người. Nhưng mà thật ra là chưa nữa cô chú anh chị. Hôm nay người ta đến chỉ đo thôi. Đo đạt xong rồi người ta về mới thi công cắt gọt đẽo gì theo cái size của nhà bếp nhà mình đó. Thì từ cái ngày mà người ta đo đó, xong rồi ký giấy tờ mình đồng ý đó, thì người ta sẽ làm việc trong vòng 10 ngày nữa. Trong vòng 10 ngày sau khi mà đo cái này nè, thì mới có cái mặt đá để gắn bếp. Nếu như vậy thì tính ra cũng phải mất 2 tuần nữa mới xong. Thì cái nhà bếp của Kim là phải cả tháng luôn mới xong đó mọi người. Kim cứ tưởng là hôm nay gắn vô cái là xong rồi đó. Nhưng mà chưa nữa. Kim thấy cái anh thợ này cũng đo rất là kỹ nè. Bên đây người ta cứ dùng máy móc như vậy đó. Đo rồi chụp hình vô thôi. Rồi cái người ta vẽ tại chỗ luôn. Người ta vẽ bản vẽ tại chỗ cho mình xem. Mình không vừa ý cái nào đó. Thì mình nói người ta sẽ sửa lại. Như vậy thì Kim thấy cũng rất là chính xác, rất là kỹ luôn đó cô chú anh chị. Nói chung là bây giờ phải đợi thêm khoảng 2 tuần nữa nhà bếp mình mới xong. Là bây giờ đang sống trong một cái nhà mà không có bếp để nấu ăn đó. Cũng rất là không có được thoải mái á mọi người. Cái hoa nhà Kim nó nở rồi nè cô chú anh chị ơi, nó muốn tàn luôn rồi. Đây là nó héo hết trơn, mấy ngày nay trời mưa không có ngắm được, hôm nay mới ra ngắm được, nó vẫn còn nụ nè. Nó tàn cái này xong rồi bên đây nó vẫn còn nụ, nó nở ra nữa nè mọi người. Đây trong đây vẫn còn cái nụ nhỏ xíu nè ha. Cái này xài được từ tháng 5 đến tháng 6 đó. Giống như cái này, những cái này nó sắp héo rồi nè. Những cái này mới nở và những cái này vẫn còn nụ nữa nè. Nó còn nụ rất là nhiều luôn. Nó tàn cái này thì cái kia nó sẽ nở. Cái hoa này ong nhiều ghê luôn á. Nó thu hút ong bướm quá chừng luôn nè. Cái cây cherry nhà Kim nè. Cây cherry nhà Kim hôm nay đậu trái cũng nhiều lắm. Mà làm như Kim thấy là mấy trái này nó muốn rụng rồi nè. Nó vàng rồi nè. Hồi năm ngoái á, nó có nhiều nhưng mà tới lúc chín nó đâu có hái được đâu mọi người. Chỉ còn có mấy trái thôi. Tại vì con chim á, con chim đen á, nó ăn hết trơn. Năm nay Kim có hai cái túi này, bữa Kim đi siêu thị Kim mua nè. Mai mốt Kim nếu mà còn trái nó còn khỏe nhiều quá, Kim sẽ mua thêm mấy cái túi nữa. Kim bọc lên đây để cho Chi Chi hái cho nó vui. Để chín nó hái cho vui chứ không để mấy con chim nó ăn hết trơn à. Cũng nhiều lắm. Đây nè. Cũng nhiều trái á. Đây nè, mời cô chú thấy không? Em Chi chuẩn bị có cherry hái ăn rồi đó mọi người. Cái cây hoa này đi ở ngoài đường á, là nhìn xuyên qua cái cửa sổ là nhìn thấy ra ngoài sao luôn, đẹp quá chừng. Đây là cây hoa hồng của Kim nè. Cây hoa hồng năm nay nó ít nụ hả, mấy cái nhánh này nè, không biết mai mốt nó có hoa nữa không. Chứ bây giờ nó vẫn có ít thôi mọi người. Cái bông này từ năm ngoái nè. Cái cây hoa này cũng từ năm ngoái luôn. Queen Elizabeth ở đây nè, mà hồi năm ngoái không có hoa, năm nay vẫn chưa có nụ luôn. Mới lên tược thôi, chưa có nụ luôn. Em Chi bắt mẹ mang cái mặt nạ nè, ông bà cô chú ơi. Chi là con gì đây? Con ngựa vàng. Con ngựa vàng. Mẹ là con gì đây? Mẹ giống khỉ quá à. Bây giờ hai mẹ con đi vòng vòng trong vườn ngắm hoa mà phải mang mặt nạ nữa đó. Rồi đi. Rồi chị nhìn con ong kìa, chị sợ nó không? Chị sợ ngon không? No. Đúng rồi, ngon nó không có cắn chị đâu, nó chỉ ăn cái hoa thôi. Rồi chị lại đứng gần cái bông này, chị nói ông bà cô chú cái bông này là bông gì? Cái hoa này hôm bữa có cái cô, cái chị ở trên Facebook nói Kim là cái Kim dịch ra là thành là giống như một cái loại hoa đại cát kim ngân gì đó. Nói chung là cái hoa có nhiều tên, mình có thể kêu là đại cát hoặc là kim ngân, cái họ kim ngân. Hoặc là cái hoa gì hoàng cẩm đái hay gì đó. Đây là cái hoa này nè, không chú chị, đẹp hay chưa? Nguyên một cái cây tán.
Hồi năm ngoái á, nó mọc ra những cái nhánh như vậy đó, Kim tỉa, Kim cắt hết trơn rồi. Năm nay Kim không cắt nữa, Kim để thử. Những cái nhánh nó quằn ra nè mọi người. Nó ra hoa từ từ dưới chân mà tới lên những cái đọt cái nhánh nè. Quá trời đẹp luôn. Thấy mê chưa? Rồi đi, chị và cô chú có hoa gì, đi từ từ thôi con. What's that? Rose. Hoa hồng. Hoa hồng. Đấy, đúng rồi, đây là có hoa hồng này, cái hoa hồng màu tím nó nở quá trời to luôn, trời ơi. Nó bự nè. Đẹp quá chừng, mà cái cây màu tím này có một bông hà. Cái cây màu hồng này có nhiều bông nè, cái cây này giống như màu hồng đậm đó. Mà nó có nhiều nụ quá chừng nè cô chú ơi. Đẹp quá chừng không, cái màu tím nè. Cái màu tím nó ngọt ngào dễ sợ luôn, mà nó có một bông một à. Quá trời đẹp luôn. Cưng quá. Thơm quá chừng luôn, cái hồng này thơm ghê á. Đây nè. Cái này nó lên cái tược cao quá, nó không có hoa kim nó cắt rồi, không biết mốt có nhảy nhánh không. Cái hoa này nó nở từ từ hả mọi người, nó không nở một lần hết, nó nở từng búp thôi. Đây nè, những cái hoa này nó thơm ghê luôn á. Nó thu hút mấy con ong, mà có nhiều loại ong lắm nha. Con ong gì ngộ quá nè. Con ong này, con ong gì, con ong này nó cắn một cái chắc chết luôn á. Ong này con ong gì mà nó thấy ghê chứ, ong nghệ hơn ong dò dẻ gì đó. Còn cái con ong này ong gì cũng không biết luôn, nó không giống con ong mật của mình ta. Sao cái mình nó kỳ kỳ á. Mà ong nhiều quá. À, chị vô nhà chị lấy con bọ rùa đi. Bọ rùa ra đây máng đây nè, bọ rùa hôm bữa mình mua đó với bướm bướm đó. Nhớ không? Mà chị lấy đi. Hôm nay trời nắng, Kim mới ra đây ngắm hoa được nè. Mấy cái cây này là Kim năm nay không có trồng hen. Những cái này là nó gớt hạt xuống hay sao đó mà nó mọc cái con. Xong rồi năm sau nó sẽ lớn lên. Giống như đây nè. Giống như những cây con này nè. Là năm nay nó không có hoa, nhưng mà năm sau nó sẽ bắt đầu có hoa. Mà mấy cái cây này thường thường con xì lốc nó không có ăn, mà năm nay nó ăn luôn rồi nè cô chú ơi. Đây, nè mọi người thấy không? Nó ăn trùi lũi luôn rồi đó. Cái lá nó nhám như vậy đó mà nó cũng ăn nữa. Nó ăn gãy ở trong đó hết trơn kìa. Đây nè. Có sâu, mấy con ốc sên, rồi cái con sên nữa. Nó ăn lá lẫm chẩm hết trơn. Đây, hôm bữa đi mua hai con bọ rùa với lại con bướm bướm nè. Ông bà cô chú em dậm chim muốn máng ở đâu chi? Chị máng ở đâu? Chị máng tới không? Gãy cái bông mẹ đưa mẹ máng cho. Con muốn chỉ chỗ nào đây mẹ máng? Máng cái đó đó hả? Rồi đây đây. Cái này khác cái loại kia nè, phải có cái đinh mới máng được kia. Okay. Mm-hmm. You're not too high. You're not too high. Because butterflies fly high. Okay. Mm-hmm. It's nice. Okay. A little bit further up. Yeah. Yeah. Đây, cái vườn thú cưng của ông Chi nè. Rồi chị lại đứng đó để mà chụp hình với cái bông hồng cho. Rồi chị biết cái trái đó là trái gì không? Không biết. Trái này Kim mới vừa lên mạng xem luôn. Đây là nho chuỗi ngọc. Giống như trái nho chị nhớ. Rồi rụng luôn rồi, chưa chín con à. Chị biết chùm nho không? Chị biết trái nho không? Cái nho mà nó hay ăn là trái rép đó. Nho đó. But why is that orange and this is green? Chưa, cái này not ready, này only baby. Này giống như em bé nên phải bự lên nữa mới ăn được, chị biết không? Cái này giống như nho chuỗi ngọc, hay được có tên là quả lý gai đó mọi người. Ăn chua chua ngọt ngọt. Cũng được mấy chùm nè, mà trái sai ghê chưa. Giống như chùm nho ha. Ít bữa nó chín lên, nó vàng vàng, nó mọng nước, ngon lắm. Đây nè, Kim để cái bảng tên nè. Này Kim mua có 5 đồng mấy thôi.
này bên đây nó nở rồi nè. Này hoa nhỏ nhỏ thôi à, không có to, vẫn còn nhiều nụ. Cái hoa màu trắng này nó vẫn còn nhiều nụ nè mọi người. Cái và gì cái lavender của Kim bên đây nó cũng nó có bông rồi nè, cái nụ đây nè. Mấy cái cây này cũng bị con xì lót nó ăn luôn. Kim cứ tưởng là nhám nhám nó không ăn, ai dè nó ăn lá nè. Đó. Mấy con xì lót ban ngày á nó trốn dưới đất đó mọi người. Trốn trong mấy chỗ này để Kim kia Kim xem có con nào không. Hay trốn trong đây nè, tối nó bò ra nó ăn. Buổi tối mà cỡ 8-9 giờ đi ra đây kiếm bắt nó là nhóc luôn. Đây nè. Đây nè, thấy không? Đây là cái con nhỏ xíu ha. Nhiều cái con nó bự bằng ngón tay, ngón chân luôn, thấy ghê lắm. Ghê chưa? Cherry bữa nay trái qua trên kia nó. Trái baby kìa, bé kìa. Bé cherry nó trái một chùm luôn đó. Trời ơi, nó dễ thương quá à. Nè. Dễ thương không? Yeah, still green. Ừ, nó còn sống á, giống em bé nó chiếu nè chị nè. Dễ thương không? Quá trời luôn, mà mốt chị hái ăn đã luôn đây nữa nè. Cái nước mưa đó để mà tưới rau đừng có đổ nha. Nè, mấy cái chùm này trái nè. Có hoa đang ra hả mọi người? Can I just get a little bit of water out there? Thôi đừng đừng, cái nước đó mà để mà tưới rau á, nước mưa đó. Này quá trời luôn nè, quá trời nụ luôn nè. Ôi, thấy mê quá chị à. Đó. Cái cây ớt này. Can I water your plants? Cũng bị xì lất nó ăn luôn. Kim đã chét cái lớp vaseline dưới đây rồi nè, mà nó vẫn leo lên nè mọi người, thấy không? Vẫn leo lên. Hôm bữa trời mưa đó, Kim để mấy cái này ngoài đây hứng nước mưa. Mẹ, can I have some water for this? Trời mưa mấy ngày nay đâu cần tưới, nó đợi bữa nào nắng mới tưới. I want to water plants still. Trời ướt nè con, đất còn ướt nhẹp mà, đâu cần tưới đâu. No, still. Kim thăm mấy cái rau của Kim là bữa giờ sao rồi. Trời ơi, hôm nay là ngày thứ ba Kim mới ra đó mọi người. Bữa giờ trời mưa Kim đóng cửa lại luôn. Đây nè mấy cái cây cải, cải thề của Kim nè. Hôm nay nó bự ra chưa mà cũng bị sâu hay là con gì ăn nè. Lớm đớm cái lá luôn rồi nè. Nó cao rồi đó. Cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh cũng cao rồi nè mọi người. Bây giờ mà làm đất á, cấy ra. Rau dền. Ôi chết không. Rau dền nó bị đứt gốc rồi nè, chắc là cái con gì nó ăn rồi. Bảo đảm xì lất nó bò lên đây. Cái này là rau cải lộn xộn. Cải ngọt của Kim nè. Hẹ. Hẹ cũng lên cao rồi nè. Đó. Rau muống của Kim, Kim cắt ở trong đây luôn. Nó nứt mầm. Nó lên rồi nè. Rồi tiêu luôn, dưa leo. Có dấu con xì lất nó bò lên, con sên nó đã bò lên, nó ăn cái lá rồi nè, dưa leo nè. Do là Kim để bên trong, sợ để ngoài trời mưa đó. Chắc là đụng mấy cái này, con xì lất nó bò từ bên đây qua. Chứ đây Kim đã quét một cái lớp vaseline hết trơn rồi. Cà chua nó nhảy nhánh nè. Công nhận có mấy ngày ra mà nhìn nó lớn hơn nhiều á. Lớn hẳn lên, đây là bụi xả. Xả nó cũng xanh rồi nè. Tưới cho mẹ đi. Tưới có vô cây miếng nào không chạy, nó ra ngoài hết trơn rồi. Rồi. Ừ, cây đó là chị biết cây gì không? Cà chua đó. Cà chua là chị biết cây gì không? Không. Tomato. Tomato. Ừ, còn này là cái gì nè, biết không? Dưa leo. Cucumber. I see it, ma. Cucumber là dưa leo đó. Con phải tưới ngay cái gốc nữa con à. This one. Ừ, tưới cái đó luôn cho mẹ đi, cái xả. Thôi đừng có tưới lên đọt, tưới dưới gốc thôi. Tưới dưới gốc thôi, không có tưới trên ngọn. You want me to just do it in the mud? Ừ. Hello cô chú anh chị ơi. Hôm nay các bạn nhỏ lại muốn đi dính gòn nữa nè mọi người.
Đây cái hoa này nhỏ xíu đẹp quá chưa. Em Chi cũng thích đánh gôn, em kêu má học tập đánh gôn hồi tuần trước, tuần này lại thích đi nữa nè. Kim cũng lâu dữ lắm rồi, Kim không có chơi tại mùa đông lạnh đó, mình không có chơi. Bây giờ mới đi chơi lại. Trong đây người ta cũng có bán giày, bán đồ để chơi gôn nè. Cái đôi giày này cũng rẻ chứ, giảm giá còn có một khoảng 60 bảng, là khoảng 1,8 triệu. Đây có bán đồ thể thao, đồ chơi con, đồ giày, quần áo, gậy con. Mấy cái đồ nữ này đẹp nè. Có váy, váy áo thun, nón, áo mặc chống nắng, chống lạnh gì cũng có nè. Váy với áo cùng cái tông này cũng đẹp đó mọi người. Xanh xanh. Vớ bao tay, thắt lưng, giỏ gì cũng có hết. Nhưng mà Kim không có mua, tại vì lúc trước là Kim mua rồi. Tôi đi mua cho Kim một bộ rồi, bây giờ Kim không có mua nữa. Cho nên là bây giờ chỉ xài cái đồ cũ thôi, không có xài đồ mới nữa. Mình đến đây mình mua thì mình mua banh, mình lấy banh trong đây nè, mình chơi. Người ta có gậy gôn cho mình luôn. Mình sẽ xài những cái gậy gôn ở đây nè. Mình mượn có cái gậy em bé cho Chi nữa nè, cái gậy nhỏ xíu. Chi lấy cái đó đó hả? Hay quá, chị giỏi quá. Good, honey. Daddy, I want you to try and get it in the blue one because it's good. Oh my god. Good game. Lauren, stand up straight. Great shot, babe. Great shot. Very straight. Hey. Ba Chi đang xem mua gôn cho hai anh của Chi. Hai anh chơi cũng nhiều lần rồi, bây giờ cũng thích đó mọi người. Xong rồi muốn mua một bộ gôn đó. Mỗi anh một bộ, hai anh hai bộ. Giống như cái bộ này là đang sale khoảng 400 bảng Anh hả mọi người. Đây cũng là một cái hiệu, cũng một cái thương hiệu của con tốt nè. Cái này là cho những cái bạn mà mới bắt đầu chơi đó cô chú anh chị, những bạn mà mới bắt đầu tập đó. Còn những người mà đánh chuyên nghiệp rồi thì người ta sẽ mua những cái bộ nặng hơn, những cái bộ tốt mắc tiền hơn ha mọi người. Cái này có nhiều số nè, mỗi bộ có nhiều số. Go to the cafe. Các em nhỏ đã đói bụng rồi, đi vô đây kiếm cái gì ăn hết mọi người, cho mấy bé ăn với lại uống cà phê. Ở đây người ta làm cái nhà. Sư gót đấy chị. Yeah. Có cái khăn này ngồi cho không có bị lạnh mông. Cho mông chị không có lạnh đúng không? Ừ. Nhà bếp người ta đang bị cái gì đó mọi người, không có làm đồ ăn được, chỉ làm được hot dog thôi nè. Hot dog có chip, mấy chị thích không? Con đói bụng quá hả con hả? Gần 2 giờ rồi, cái bạn nhỏ đói bụng rồi.
Yeah. What do you have in honey? Tea. Tea. Okay. Thank you. Yeah. I'll get some coffee as well. This coffee look nice, Jacob. Yeah. Have you got some sugar as well, please? Yeah. Three level. Oh, we have some napkins as well. Cái này củ kim, ba chị không có ăn. Ba chị ăn hay ngon không? Chín áo ketchup con nè. It's uneven, so it's not that anybody's touching it. It's just when you put any type of pressure on it, it just doesn't want to stay in the same place. There's napkins on the ground. Oh, you have some milk as well? Yeah, sorry, I was just... Thank you, sorry. Right. Woof, woof, whack, whack. Bánh chocolate. Bánh kem giống như là cái bánh kem chocolate với lại có ăn chung với kem nữa nè. Này có anh hai chị. Ăn xong rồi ăn món tráng miệng dessert nữa mọi người. Ba chị không ăn gì hết trơn á. Ba chị muốn ăn thức ăn nóng mà này cái lò nướng cái gì đó của người ta bị có vấn đề không có làm được. Không có gì đâu. Này bánh chocolate mà có đậu ở trong đây nữa nè. Nó giống như là nó gọi là gì? Rocky Road. Rocky Road hả? Ờ, hàng kia nó Rocky quá trời, nó giống cái cấu trúc Rocky. Rồi chị ăn đi, có kem nữa. Ba với anh hai chị là có hai cái món giống nhau. You like it? Này giống như cookie quá hả? Thì that's cookie. I don't know. Cookie. Ngon không? Mà không nghĩ nó không ngon mà. Maybe it's actually sure. Ờ, ok, ngon. Cho mẹ ăn miếng kem lên đây đi chị. Chị, ăn miếng kem lên đây cho mẹ ơi. Thì chị đang want that cookie nào? I do. Rồi, để lên đây. Mẹ. Hả? This is not ice cream. It's like... Bánh chocolate nó cũng không có ngọt lắm. Mà cái kem này kiểu như kem lạc á. Ăn cũng được chứ không bị ngấy quá. Ngoài kia là cái Sài Gòn mini. Lần trước anh chị chơi đó mọi người. Cái Sài Gòn nó có 9 lỗ thôi. Mini cho mấy bạn nhỏ chơi nè. Hello chị. Chi nó nói không nổi luôn rồi nè. Xin chào ông bà cô chú ơi. Chiều nay em Chi đi học gymnastics nè mọi người. Hello honey. Xin chào con bà cô chú. Chi đi học gymnastics. Ngọt xin lên cho. Let's go Chi, mình đi đường này nè. Ba Chi bây giờ thả hai mẹ con Kim ở đây. Ơi cái hoa này đẹp quá nè Chi nè. Nhiều ghê á. Chi thấy thơm không? Chị muốn chụp hình không? Ba chị thả hai mẹ con ở đây rồi, đi Chi. Ba chị về tại vì ở nhà đang có anh thợ nước đến đó cô chú anh chị. Đi vô trong đây mẹ cho con đứng giữa đường nha. Hai mẹ con sẽ đi bộ qua bên đây. Ở đây có đường đi vô nè Chi nè. Rồi đi vô nắm tay mẹ có xe tới đó Chi. Đi nhanh lên. Rồi Chi đi trước, nhanh lên xe tới. Học cho em nó từ ở đây hả mọi người. Chị lấy ta kéo cái váy ra cho lưng này mà kéo váy ra cho. Rồi đi đi. Chị học xong rồi nè ông bà cô chú ơi, bây giờ đi về thôi.
Có một thông báo mà Kim cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị hết là bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim sẽ không được phép quay phim của hai anh của Chi nữa mọi người. Mẹ của hai anh Chi là mới nói chuyện với ba Chi hôm nay luôn. Nó là hai anh Chi không thích được quay video, cho nên là đừng có quay nữa. Thì hôm nay phụ huynh đã nói rồi, cho nên là Kim sẽ không có quay nữa mọi người.